Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu về du học Mỹ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến du học Mỹ giá rẻ, làm sao để tiết kiệm chi phí và cũng như là tìm hiểu về đời sống và sinh hoạt phí tại Mỹ của các du học sinh thì ra sao. Những thắc mắc này sẽ được giải đáp rất là chi tiết và cặn kẽ dưới sự tư vấn của chị Tăng Phương Thảo, là chuyên viên tư vấn bộ phận du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Xin chào chị Thảo. Thì như chị cũng đã biết thì thay vì lựa chọn việc du học Mỹ tại các trường đại học với cái mức học phí rất là đắt đỏ thì hiện nay các bạn sinh viên đã có một cái xu hướng lựa chọn học ở các chương trình cao đẳng cộng đồng. Bởi vì chương trình cao đẳng cộng đồng cũng tương đương với 2 năm đầu của chương trình cử nhân, học sinh có thể học thêm các khóa tiếng Anh tại trường để cải thiện được cái vốn ngoại ngữ của mình. Và điều đặc biệt là sau khi hoàn thành chương trình học thì các bạn hoàn toàn có cái cơ hội để chuyển tiếp lên các chương trình cao hơn ở các trường đại học danh tiếng. Và chúng ta cũng đã nhận được rất là nhiều thắc mắc của các bạn học sinh cũng như phụ huynh về cái chương trình cao đẳng cộng đồng này. Đầu tiên là câu hỏi của phụ huynh với chị tên là Trần Thanh Châu. Chị có thắc mắc với câu hỏi như sau. Tôi có con đang học lớp 12, tôi dự định sau khi cháu thi tốt nghiệp lớp 12 sẽ cho cháu đi du học. Tuy nhiên tôi đang chưa biết chọn nước nào, tôi cũng có nghĩ đến Mỹ nhưng lại không rõ về giáo dục Mỹ, nhờ chuyên viên tư vấn giúp tôi một số thông tin liên quan được không ạ? Xin cảm ơn. Thì xin mời chị Thảo giải đáp câu hỏi này cho chị Châu, bởi vì thực sự tính tới thời điểm này thì con chị cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là đã hoàn thành chương trình lớp 12 rồi. Thì cũng cảm ơn câu hỏi của chị đã gửi đến chương trình. Thì hiện nay vấn đề du học đã trở nên rất là phổ biến đối với sinh viên Việt Nam, nhưng việc chọn nước nào du học cũng là điều trăn trở chung của nhiều bậc phụ huynh, không biết nên chọn nước nào cho con em của mình đi học là hợp lý. Thì như các bạn đã biết thì nước Mỹ là điểm đến của hàng triệu học sinh trên thế giới với mong muốn là học tập, sinh sống và làm việc tại quốc gia này. Tuy nhiên đối với sinh viên Việt Nam thì điều đó không hề đơn giản, và tâm lý lo lắng đi du học Mỹ rất là khó thì rất là phổ biến đối với các bạn. Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Mỹ của Tân Đại Dương thì chúng tôi thấy rằng trở ngại khó khăn lớn nhất là khi chuẩn bị du học Mỹ là thiếu thông tin về chương trình học cũng như là chọn trường phù hợp tại Mỹ. Vì thực tế tại Mỹ là có rất là nhiều chương trình học công lập chất lượng tốt, đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên quốc tế với mức học phí rất là hợp lý. Nếu tính toán cẩn thận thì chi phí đó có thể rẻ hơn du học tại một số quốc gia, hoặc là thậm chí rất hợp lý so với một số chương trình du học tại chỗ, cũng như là có rất là nhiều chương trình học bổng dễ đạt được cho du học sinh ở Việt Nam. Về giáo dục Mỹ thì không ngừng sáng tạo, cập nhật và truyền tải kiến thức là điểm đến thu hút cho học sinh sinh viên toàn thế giới. Thì cách giáo dục chú trọng vào năng lực bản thân, khuyến khích nỗ lực của mỗi cá nhân, và mỗi cá nhân dù có xuất sắc ở bất kỳ môn học nào, lĩnh vực nào cũng có thể phát triển được tương lai của mình. Hệ thống giáo dục với số lượng trường nhiều, các ngành học rất là đa dạng để du học sinh chọn lựa. Bằng cấp thì được công nhận quốc tế, dễ dàng chuyển tiếp trong nước lẫn nước ngoài. Điều đặc biệt của Mỹ nữa là hệ cao đẳng cộng đồng 2 năm và đại học 4 năm đã được thiết lập nhằm cập nhật và truyền tải kiến thức. Môi trường đào tạo rất là chuyên sâu, linh hoạt và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu học tập riêng biệt của đối tượng cá nhân. Và đây cũng chính là nguyên nhân chính thu hút hàng trăm ngàn du học sinh đến Mỹ. Với cái câu hỏi thứ hai thì xin được phép trả lời cho bạn Loan Vy đến từ Đắk Lắk. Chào chương trình, em tên là Loan Vy, em đang học năm 3 trường đại học kinh tế ngành quản trị kinh doanh và có IELTS 6.5. Em dự định xin học bổng ở Mỹ, xin Tân Đại Dương cho em biết các trường đại học Mỹ thì có thường xuyên trao học bổng sinh viên tế hay không? Nếu có thì thường theo là tỷ lệ tiêu chuẩn như thế nào? Tỷ lệ học bổng là bao nhiêu phần trăm so với mức học phí? Nếu nhận được thì có cần phải đóng thêm bất kỳ một khoản chi phí nào không, và cụ thể là những chi phí nào? Về câu hỏi học bổng này rất mong chị Thảo hãy chia sẻ một cách rõ nét hơn cho tất cả các bạn học sinh được rõ. Thì đây cũng là câu hỏi khá là nhiều bạn sinh viên giỏi quan tâm, vì học bổng sẽ giúp các bạn giảm được phần nào cái chi phí cho gia đình của mình. Thì các trường đại học ở Mỹ cũng thường xuyên có học bổng cho sinh viên quốc tế, hạn mức học bổng còn tùy thuộc vào cái khả năng học lực của bạn. Nếu bạn học rất là xuất sắc thì bạn có thể xin được 100% học bổng, thì còn gọi là học bổng toàn phần. Rất là nhiều trường đại học Mỹ cấp học bổng cho sinh viên. Thì sinh viên tại Mỹ thì phân biệt theo sinh viên thường trú trong nội bang hoặc là sinh viên đến từ ngoại bang. Học bổng đa số là bán phần học phí là từ 10-50%, và có thể được cấp suốt các năm học nếu sinh viên đảm bảo đạt điểm giỏi hàng năm. Và một số trường cấp một số học bổng nhỏ khuyến học, nhưng với các học bổng đó thì sinh viên sẽ được đóng tiền học phí theo bảng học phí của sinh viên Mỹ thay vì theo bảng học phí của sinh viên quốc tế. Thì điều này sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí học tập và còn cho quá trình học tập tại Mỹ. Thì để rõ hơn về cái thông tin học bổng, các bạn nên lên trang web của từng trường đại học để tìm hiểu
rõ về cái từng mức học bổng nó như thế nào, hoặc là có thể đến trực tiếp công ty du học Tân Đại Dương để được tư vấn rõ hơn về cái học bổng. Thì Tân Đại Dương luôn cập nhật thường xuyên các suất học bổng. Khi đến Tân Đại Dương, các bạn nên lưu ý là mang đầy đủ các hồ sơ về học tập để nhân viên tư vấn có thể xem xét theo từng trường hợp của học sinh. Thực sự thì học bổng sẽ rất là hấp dẫn đối với các bạn học sinh vì nó giúp cho các bạn hạn chế được cái phần chi phí rất là nhiều. Thì để chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin học bổng tốt thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với chị Thảo đây để được chị Thảo hỗ trợ tất cả các bạn trong quá trình xin học bổng với các trường ở Mỹ. Thì tiếp theo sẽ là thắc mắc của một bạn học sinh tên là Hiếu ở Đồng Xoài. Bạn có email về cho chúng tôi và cũng của một bạn với nickname Facebook là Thông Hoàng Minh. Hai bạn có cùng một thắc mắc với nội dung như sau. Em đã học xong lớp 10, muốn du học tự túc tại Mỹ thì cần có những điều kiện gì và đòi hỏi kiến thức phải như thế nào là được? Và hai bạn đều đề cập tới chương trình hoàn thành trung học phổ thông và cao đẳng trong 2 năm để tiết kiệm chi phí và thời gian. Thì với cái câu hỏi này, bạn muốn hỏi về chương trình Compass Tycoon. Xin mời chị Thảo hãy chia sẻ rõ nét cho tất cả các bạn được rõ. Thì sau khi hoàn tất lớp 10 tại Việt Nam thì học sinh có thể sang Mỹ học tiếp chương trình trung học phổ thông hoặc là vào một cái chương trình cao đẳng cộng đồng kép gọi là Compass High School. Để theo học các chương trình này thì học sinh cần phải có cung cấp học bạ của 3 năm gần nhất và làm bài kiểm tra tiếng Anh do nhà trường chỉ định để chứng tỏ cái trình độ Anh ngữ đối với chương trình trung học phổ thông. Còn đối với chương trình cao đẳng cộng đồng, nếu chọn chương trình cao đẳng cộng đồng kép thì ngoài cái học bạ 3 năm, học sinh sẽ cung cấp điểm TOEFL hoặc là IELTS hoặc là đăng ký học tiếng Anh tại trường trước khi vào chương trình chính. Thì thông thường các chương trình cao đẳng cộng đồng sẽ có mức học phí rất là thấp hơn chương trình trung học phổ thông, yêu cầu đầu vào và dễ dàng hơn rất là nhiều so với trung học phổ thông. Và tại các trường cao đẳng cộng đồng ở bang Washington thì học sinh tốt nghiệp lớp 10 và đủ 16 tuổi tại Việt Nam có thể vào học chương trình kép. Sau chương trình học 2 năm thì học sinh vừa nhận được bằng cao đẳng và học tiếp lên năm 3 của đại học theo cái trường mà mình mong muốn và vừa nhận được cái bằng trung học phổ thông của bang Washington. Thì đa số cái chương trình cao đẳng kép thì nó có rất là nhiều ưu điểm lớn so với chương trình trung học phổ thông. Đó là yêu cầu đầu vào đơn giản, học sinh không cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc là TOEFL thì cũng có thể vào học chương trình tiếng Anh của trường, sau đó chuyển tiếp lên cao đẳng. Đặc biệt là tiết kiệm được cái thời gian vì được chấp nhận học ngay sau khi hoàn thành lớp 10 và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Thì đa số các trường cao đẳng cộng đồng ở bang Washington, Đông Đại Dương đều là đại diện tuyển sinh ở Việt Nam như là Green River, Seattle Central Community College, Tacoma hoặc là Samugisa Community College. Thì các bạn nhớ lưu ý tên các trường cao đẳng cộng đồng mà chị Thảo vừa mới chia sẻ với các bạn nhé. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn Tâm tại Trảng Bom, Đồng Nai. Bạn ấy năm nay 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp chương trình cao đẳng và bạn có dự định là đi du học Mỹ. Bạn thắc mắc về chương trình các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ. Bạn cũng biết rằng cái điều kiện đầu vào thì không cần giỏi tiếng Anh, chi phí học tập thì thấp nhưng lại không nắm rõ thì chi tiết lắm. Thì rất mong chị Thảo hãy giải đáp rõ hơn cho bạn Tâm được rõ. Thì về trường hợp của mình thì bạn cũng đừng có lo lắng quá nếu tiếng Anh của bạn không tốt lắm. Bởi vì thường thì ở những bang có nhiều người Việt sinh sống thì đa số các trường cao đẳng cộng đồng đều có trung tâm Anh ngữ tại trường, gọi là trung tâm ESL. Thì nên khi các bạn sinh viên không đáp ứng đủ cái điều kiện tiếng Anh thì cũng có thể học Anh ngữ tại trường trước khi vào nhập học chương trình chính. Ngoài ra, ở những bang ít người Việt sinh sống thì đa số các trường cao đẳng cộng đồng đòi hỏi học sinh nhập học phải có IELTS hoặc là TOEFL để học khóa ESL hoặc là học khóa chính tại trường. Vì vậy, bạn phải học để đủ cái trình độ Anh văn rồi mới đăng ký học cao đẳng cộng đồng. Thì có những trung tâm Anh ngữ liên kết với một số trường đại học và cao đẳng ở Mỹ như là ELS, ESLI, FLS, EC. Các trung tâm Anh ngữ này đều có ở nhiều bang của Mỹ, rất là thuận lợi cho các bạn chọn lựa. Bạn có thể đăng ký học trước tại các trung tâm này, rồi sau đó đủ trình độ tiếng Anh thì các bạn có thể chuyển tiếp đến các trường cao đẳng hoặc đại học mong muốn. Thì để trả lời phần tiếp theo của câu hỏi về cái học phí giá rẻ tại một số trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm cho các bạn vài trường mà Tâm Đại Dương cũng thường xuyên làm việc. Đa số các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ thì có chất lượng đào tạo tốt. Bên cạnh đó, cái chi phí học tập và ăn ở khá là hợp lý, khoảng 16.000 đô một năm cho 2 học kỳ. Như là ở Texas thì có hệ thống trường Houston Community College khoảng là 6.200 đô một năm. Là hệ thống Dallas County Community College thì có 7 trường, trong đó có trường Richland College, Rockhaven College thì khoảng 5.200 đô một năm.
Ngoài ra ở Cali thì cũng có một số trường học phí rất là rẻ, khoảng 7.500 đô một năm, như là Santa Ana, Glendale Community College, El Camino ở Los, vân vân. Thì như chị chia sẻ thì nên học ở cao đẳng rồi chuyển tiếp lên đại học. Vậy thì có khác gì so với việc học trực tiếp đại học hay không, cũng như thời gian và chi phí có phát sinh thêm? Thì thực ra là có cái vài điểm khác biệt giữa môi trường học tại cao đẳng và đại học ở Mỹ. Các trường cao đẳng ở Mỹ sẽ làm cầu nối cho việc làm quen môi trường học của bạn tại Mỹ vì các lý do sao? Thứ nhất là điều kiện đầu vào thấp hơn, giúp bạn có thể đáp ứng được cái điều kiện đầu vào của trường cao đẳng, có thể giúp các bạn có học lực chưa tốt để đáp ứng điều kiện đầu vào cho chương trình đại học tiếp. Thứ hai là lớp học tại cao đẳng cộng đồng nhỏ hơn so với giảng đường trường đại học, thì vì vậy sẽ giúp cho các bạn dễ làm quen với cách học và tiếp xúc với giáo viên và các bạn cùng lớp, việc trao đổi sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Tiếp theo nữa là cái lợi ích khi học cao đẳng cộng đồng là chi phí học tập thấp hơn của trường đại học mà bạn vẫn có thể hoàn tất được 2 năm đầu tương đương với cái chương trình đại học. Và trong thời gian học tại cao đẳng thì có thể tìm hiểu nhiều thông tin và có sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn về cái chương trình học và trường đại học tiếp theo. Và sau khi học chương trình cao đẳng 2 năm thì các chứng chỉ tại đây sẽ được chuyển tiếp lên đại học. Thì đó là những cái ưu điểm của cái việc học cao đẳng. Nhưng không chỉ ưu điểm trên, chỉ để so sánh cho cái việc học giữa cao đẳng và đại học. Nhưng đối với cái việc lấy được cái visa thì không phải lúc nào các bạn cũng phải chọn cái chương trình cao đẳng cộng đồng mới có lợi thế, phải tùy theo từng trường hợp của học sinh. Vì vậy, để rõ hơn về cái chọn trường hay ngành học phù hợp, bạn có thể đến trực tiếp Tâm Đại Dương để được tư vấn rõ hơn. Và câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn học sinh tên Hà ở Sóc Trăng. Câu hỏi của bạn như sau: em năm nay 18 tuổi, vừa thi đại học xong. Em muốn làm hồ sơ đi du học Mỹ vào các trường đại học cộng đồng vì mức học phí tương đối hợp lý. Em muốn hỏi việc làm hồ sơ định cư có ảnh hưởng đến hồ sơ du học. Học sinh du học tại Mỹ có được làm thêm hay không? Và Mỹ có chính sách định cư tay nghề như các nước Úc, Canada và New Zealand hay không? Thì với câu hỏi về định cư cũng như là việc làm thêm này thì sẽ rất là nhiều bạn học sinh quan tâm. Mời chị Thảo tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn được rõ. Thì trong cái hệ thống giáo dục của Mỹ thì trường đại học có hai loại: đại học công lập của các bang và đại học tư. Còn cao đẳng thì có cao đẳng cộng đồng, là những trường có mức học phí rất là hợp lý, khoảng 7.000-9.000 đô một năm. Sau đó thì học sinh sẽ chuyển tiếp lên học chương trình cử nhân tại các trường đại học. Còn về cái việc mà có hồ sơ định cư, nếu bây giờ thì bạn nộp hồ sơ du học thì khả năng bị từ chối visa là cao, nhưng mà chỉ cao hơn các trường hợp khác nhưng không phải là không có khả năng đậu visa. Và bên Tân Đại Dương cũng có kinh nghiệm làm thành công khá là nhiều trường hợp đã có hồ sơ định cư trước đó. Thì bạn có thể chuẩn bị tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình học của bản thân, giấy tờ tài chính, giấy tờ làm hồ sơ định cư trước đây của gia đình, càng chi tiết càng tốt, và liên hệ sớm với hệ thống văn phòng của Tâm Đại Dương để được tư vấn, chuẩn bị cho kịp cho cái kỳ nhận học sắp tới để được tư vấn. Thì cái phần tư vấn này sẽ hoàn toàn là miễn phí. Và nói về cái việc làm thì học sinh du học tại Mỹ thì không được đi làm thêm bên ngoài trường học nếu không được nhà trường cấp giấy phép làm việc. Và học sinh chỉ được làm việc trong trường theo đúng cái quy định của luật di trú và luật quy định cho du học sinh quốc tế. Các học sinh có điểm học tập tốt sẽ được nhà trường cấp giấy phép làm việc, thì có thể đăng ký làm việc làm thêm trong một số môi trường như phục vụ căng tin, phục vụ thư viện, trợ giảng, v.v. Và về chính sách định cư thì Mỹ không có chính sách định cư tay nghề như các quốc gia thiếu dân như là Úc, New Zealand, Canada, nên sau khi tốt nghiệp cũng không phải dễ dàng tìm được việc để làm và sống dài hạn tại Mỹ. Thì các bạn học sinh cần lưu ý về các vấn đề làm thêm ở Mỹ nhé. Thì như chị Thảo có chia sẻ với các bạn cần xin trường cái giấy phép làm việc. Một bạn xin phép được giấu tên có thắc mắc gửi về cho chương trình như sau: em tốt nghiệp lớp 12 xong và đi phỏng vấn du học. Hồ sơ của em đầy đủ về tài chính, ba mẹ có khả năng chi trả học phí cho em học tập tại Mỹ. Em cũng có I-20, học lực khá và có ý định trở về Việt Nam sau khi học xong vì em là con một, nhưng em phỏng vấn xin visa 2 lần đều rớt. Em không biết nguyên nhân là tại sao. Mời chị Thảo có thể phân tích rõ hơn cho bạn được nắm rõ, cũng như là các bạn khác có thể lấy đó làm kinh nghiệm để chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ cho mình tốt hơn. Thì cái việc mà một học sinh bị từ chối cấp thị thực du học Mỹ thì có rất là nhiều lý do. Lý do đó có thể không căn cứ trên cái giấy tờ hồ sơ mà bạn đã cung cấp, mà căn cứ trên những câu hỏi mà bạn đã trả lời trong cái cuộc phỏng vấn vừa rồi. Thì vì vậy, để có thể được cái tư vấn chi tiết và cặn kẽ hơn, bạn vui lòng liên hệ với các tư vấn viên của Tân Đại Dương.
sẽ dựa trên các câu hỏi và câu trả lời của bạn trong cái buổi phỏng vấn lãnh sự vừa rồi để đưa ra cái sự phân tích và lời khuyên hợp lý cho trường hợp hồ sơ của bạn. Thì khi các bạn đến với Tân Đại Dương thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin cần thiết về hồ sơ. Tôi cần chuẩn bị như thế nào, định hướng việc chứng minh tài chính ra sao cũng như là thông tin trường tại Mỹ. Chúng tôi sẽ tư vấn ngành học, trường phù hợp với khả năng, trình độ học vấn của bạn, giúp bạn chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh để nâng cao cái tỷ lệ đậu visa cao nhất. Ngoài ra, bên Tân Đại Dương còn hỗ trợ trong việc điền form phỏng vấn, đóng phí xin visa, đặt lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ và mua phí an ninh mạng dành cho sinh viên quốc tế. Đặc biệt nhất là các bạn sẽ được tham gia vào cái lớp học phỏng vấn du học Mỹ tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương thường xuyên khai giảng. Tại đây bạn sẽ được chúng tôi hướng dẫn các câu hỏi mà lãnh sự quán sẽ đặt ra theo từng trường hợp hồ sơ của bạn. Mỗi hồ sơ thì đều khác nhau, không giống nhau. Cái quan trọng là làm sao để nắm bắt được cái hồ sơ của mình. Cái quan trọng là làm sao để nắm bắt được hồ sơ của mình để sẽ bị hỏi những gì, cách trả lời ra sao để hợp lý và thuyết phục nhất. Vì vậy, trong cái lớp học phỏng vấn này, các bạn sẽ được chia ra học nhiều buổi nhằm mục đích củng cố và cung cấp đầy đủ kiến thức cho bạn khi đi phỏng vấn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, kể cả việc tư vấn cho bạn tác phong, cách đi đứng, cách nói chuyện và cả cái trang phục cho bạn khi đi phỏng vấn. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin để vượt qua trở ngại bản thân, trả lời được các câu hỏi của lãnh sự để có thể được visa du học Mỹ. Thưa chị Lão, chúng ta cũng xoay quanh về vấn đề tiết kiệm chi phí khi du học Mỹ. Thì với kinh nghiệm tư vấn lâu năm của chị, thì chị có thể chia sẻ những cái cách nào mà các bạn trẻ có thể tiết kiệm chi phí khi các bạn đi du học Mỹ được không? Thì đó cũng là điều trăn trở của hầu hết các bậc phụ huynh khi đến Tân Đại Dương tư vấn. Tuy nhiên, rẻ hay đắt mà do chính chúng ta có biết cách tìm thông tin và lựa chọn điểm đến và trường học phù hợp hay không. Ví dụ thứ nhất là chọn trường hợp lý, chi phí thấp với chất lượng cao tại một số trường cao đẳng cộng đồng để chuyển tiếp lên đại học 2 năm. Hoặc là đối với vài em học sinh muốn qua Mỹ học chương trình lớp 11 và 12 thì có thể chọn những cái trường có chương trình Combined High School ở Washington để tiết kiệm được 2 năm học phí thay vì phải chọn trường trung học phổ thông với mức học phí rất là cao. Thứ ba, để tiết kiệm được chi phí nữa là mình sẽ chọn một cái địa điểm chi phí sinh hoạt. Có rất là nhiều cách để một du học sinh Việt Nam đặt chân đến Mỹ. Nhiều bạn chọn ngay cái con đường trực tiếp vào học đại học, nhưng mà có nhiều bạn lại chọn cái con đường cao đẳng để làm điểm dừng chân. Nhưng mà cái quan trọng nhất của việc chọn học tại trường cao đẳng cộng đồng thì bình quân học phí tại cao đẳng cộng đồng chỉ khoảng là 6.200 cho đến 9.000 đô một năm thôi. Con số này ở bậc đại học 4 năm rất là cao, khoảng 15.000 đến 25.000 đô một năm đối với đại học công lập và khoảng 30.000 cho đến 50.000 đô một năm đối với trường tư thục. Với cái mức chênh lệch học phí như thế này thì rõ ràng việc chọn học ở cao đẳng cộng đồng là một lựa chọn vô cùng hợp lý về mặt kinh tế. Thêm vào đó, sau khi hoàn thành 2 năm tại cái trường cao đẳng cộng đồng, bạn chỉ mất thêm 2 năm nữa để bạn có thể chuyển tiếp lên đại học và lấy cái bằng đại học 4 năm. Thêm vào đó thì sau khi hoàn thành 2 năm cao đẳng cộng đồng thì các bạn có thể chuyển tiếp lên bậc đại học 2 năm. Như thế thì bạn đã tiết kiệm được một phần chi phí trong 2 năm đầu tiên. Thì bên cạnh đó, chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng cộng đồng đều được công nhận trên toàn quốc. Dù bạn có học ở đâu trên đất nước Mỹ thì cơ hội chuyển tiếp lên đại học của bạn là như nhau. Mỹ đem đến cho bạn rất là nhiều lựa chọn phong phú về học phí, trường học, chương trình học ở nhiều bang của Mỹ. Đặc biệt là ở Texas thì có hệ thống cao đẳng cộng đồng Houston Community College System gồm 6 campus rải rác ở Houston, Lone Star College System, Dallas County Community College. Các bạn đã hoàn thành lớp 10 có thể xin thư nhập học tại trường cao đẳng cộng đồng ở Washington với chương trình Combined High School và cao đẳng cộng đồng hoàn thành trong vòng 2 năm để tiết kiệm 2 năm học phí trung học phổ thông. Ví dụ như Green River Community College, Seattle Central, Tacoma. Ngoài ra thì ở Cali cũng có vài trường cao đẳng cộng đồng tương đối rẻ như là Santa Ana, El Camino, Glendale hoặc là Coastline Community College, De Anza College hoặc là Foothill College. Nhiều bạn thì khi còn ở Việt Nam thường mong muốn mình được học tại những cái thành phố danh tiếng của Mỹ như là New York, Washington DC hoặc là San Francisco. Để sống tại những cái thành phố này được nhiều người biết đến cũng đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận mức chi phí rất là cao. Bên cạnh đó, còn có những cái thành phố có mức sinh hoạt phí khá thấp nhưng chất lượng sống vẫn không thua kém, đảm bảo được chất lượng giáo dục. Học bổng đó là cái điều cũng giúp cho sinh viên Việt Nam tiết kiệm được chi phí. Mỹ thì rất chú trọng cho cái việc học bổng trong quá trình học nhằm thúc đẩy sự nghiêm túc trong học tập của sinh viên.
Vì vậy, bạn đừng chăm chăm tìm học bổng giá trị cao đầu vào, hãy tập trung nghiêm túc và sự chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng với mức học bổng phù hợp đối với bạn. Thưa chị, thì chị có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm tiết kiệm chi phí khi du học của các cùng học sinh, như là trong cái đời sống thì các bạn cần phải lưu ý những điều gì để có thể tiết kiệm được một khoản sinh hoạt phí? Mình cũng có nhận được sự chia sẻ của các bạn học sinh. Các bạn chia sẻ về đời sống bên Mỹ và cái cách mà các bạn tiết kiệm chi phí rất là đơn giản. Thứ nhất là tự mình nấu ăn. Thay vì ăn ở căng tin hay là nhà hàng, bạn có thể nấu ăn tại nhà hay là rủ thêm nhiều bạn bè tham gia với mình, vừa vui vừa tiết kiệm được cái khoản chi phí rất là nhiều. Hay là các bạn có thể đi ăn ở ngoài với số lượng đông. Thực tế cho thấy thì có rất là nhiều suất ăn combo dành cho nhiều người bao giờ cũng rẻ hơn so với những phần ăn riêng lẻ. Thứ hai, một cách tiết kiệm nữa là sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Các phương tiện như xe bus, tàu điện ngầm đều là những phương tiện công cộng phù hợp với du học sinh. Việc di chuyển bằng các phương tiện trên không chỉ giúp các bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mà còn giúp cho các bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người dân bản xứ để dễ dàng hòa nhập với văn hóa nước Mỹ. Thứ ba là dùng hàng giảm giá. Trong việc học, các bạn có thể tiết kiệm từ việc mua lại sách cũ để sử dụng hoặc sử dụng lại các tài liệu cũ của các anh chị khóa trước. Tại các siêu thị thì cửa hàng ở Mỹ thường có những cái đợt hàng khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 25%. Đây là dịp để bạn có thể mua sắm các nhu cầu cần thiết với giá rẻ hơn so rất nhiều so với giá thực tế hàng ngày. Và một cái điểm tiết kiệm thứ tư đối với các bạn du học sinh Mỹ là hãy tìm đến thư viện. Các bạn có thể tiết kiệm tiền điện và internet ở nhà. Khi mà học tại các thư viện, bảo đảm rằng các thư viện của các trường đại học Mỹ là nơi yên tĩnh giúp cho việc tự học của bạn sẽ được cải thiện và dễ dàng hơn. Không những thế, các bạn có thể tham khảo và tra cứu tư liệu ngay trong thư viện của mình mà không hề tốn bất cứ cái chi phí nào nữa. Thưa chị, thì theo những cái thông tin á, mà theo như em biết cũng như tất cả mọi người hầu như đều nghĩ rằng nếu như chúng ta đi du học ở Mỹ mà chúng ta có người thân thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Vậy với những bạn không có người thân thì sẽ như thế nào? Sẽ ở đâu và chi phí có thực sự là rất là đắt đỏ hay không? Nếu mà các bạn không có người thân hoặc là người quen, khi mà bạn sắp đến Mỹ, bạn sẽ không thể tránh khỏi sự lạc lõng, bỡ ngỡ, khó khăn lúc ban đầu. Tuy nhiên đừng lo, người Việt ở Mỹ bây giờ rất là nhiều, tập trung nhiều nhất tại Cali, Texas hoặc là Washington DC hoặc là Florida, sẽ không khó cho bạn tìm được một sự giúp đỡ từ họ. Phụ thuộc vào sự dễ thương, lịch sự, lễ phép của bạn. Ban đầu nếu mà bạn chưa tìm được cái nơi ở thì trường học nơi bạn ghi danh sẽ giới thiệu cho bạn một vài địa chỉ cho bạn xây phòng hoặc là ở chung với họ. Những nơi này thì cho xây phòng từ giá là $300 cho đến $600, tùy thuộc vào giá cả sinh hoạt cao hoặc lại hay thấp của từng tiểu bang và quy định của chủ nhà. Có nơi tính riêng từng khoản chi phí như là tiền phòng, tiền rác, tiền ăn, internet thì cộng lại khoảng là $540 cho một tháng. Hoặc là có nơi bao ăn, bao ở, bao chi phí sinh hoạt thì tổng cộng là $600 cho đến $650 một tháng. Căn một phòng tối thiểu là từ $600, chưa tính chi phí điện, nước, điện thoại. Còn căn hộ 2 phòng là khoảng $1,200. Xin nói thêm đây chỉ là giá cả chi phí ở thành phố Seattle, Washington DC hoặc là San Francisco. Còn chi phí ở Cali rất là đắt, đặc biệt ở Los hoặc là San Francisco. Thường thì các gia đình Việt Nam có nhà ở gần trường học hay cho xây phòng kiếm thêm thu nhập. Bạn có thể hỏi dò thông tin qua các du học sinh ở trường hoặc là tìm kiếm các tờ rao vặt bằng tiếng Việt dán lanh quanh văn phòng ghi danh nhập học. Ở với người Việt thì sẽ rẻ hơn nếu mà bạn share tiền phòng với một hoặc là hai bạn khác. Có nơi thì chỉ tính khoảng $450 một phòng cho hai người, cộng thêm một phòng chỉ phải trả thêm $50 tiền điện hoặc nước rác. Tuy nhiên ở với người Việt thì bạn sẽ mất đi cái cơ hội trau dồi tiếng Anh. Nếu mà đem so sánh với gia đình người Mỹ thì ở chung với người Mỹ thì bạn sẽ được họ giúp đỡ rất là nhiều thứ. Đưa đi xin thư nhập học là hướng dẫn đường đi bằng xe bus, nói tiếng Anh, trau dồi tiếng Anh hoặc là văn hóa của người Mỹ. Bạn không nói tiếng Anh giỏi, bạn cũng đừng có lo vì người Mỹ rất là giỏi. Bạn hoa chân hay là múa tay thì diễn tả thế nào thì họ cũng có thể tìm cách để hiểu rõ bạn hơn. Qua Mỹ, bước đầu nếu không có người thân, dĩ nhiên thì bạn sẽ phải dùng phương tiện là xe bus, sẽ rất là dễ bị lạc nếu mà bạn không có biết rõ nơi bạn sắp đến, để ra hiệu tài xế ngừng xe hoặc là số của chuyến xe mà bạn phải đón. Việc đầu tiên là bạn phải học cách coi xe bus, mấy giờ có chuyến, cách bao lâu sẽ có chuyến kế tiếp, phòng khi là bạn bị trễ chuyến.
Kế tiếp là cẩn thận vào Internet để kiểm tra xem chuyến xe của bạn cần phải đón số mấy cho mỗi chuyến đi. Nói chung là đường đi là ở cửa miệng nên bạn phải nhớ là phải hỏi han cẩn thận nếu không muốn bị đi lạc. Thì cảm ơn chị về những cái chia sẻ hữu ích này, thì nó thực sự sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Thì mọi thắc mắc về chương trình du học Mỹ nói riêng và du học các nước nói chung, các bạn có thể liên lạc theo số điện thoại 0838484879 hoặc 0838382080. Chúng tôi có hai chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tây Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.